Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Thưa quý khán giả, sáng nay các tỉnh Bắc Bộ trời duy trì nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù xen lẫn. Ban ngày mưa giảm và trời tạnh ráo hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này chỉ phổ biến trong khoảng từ 14 đến 18 độ. Độ ẩm không khí cao gây ra cảm giác khó chịu, mệt mỏi cho cơ thể, đồ đạc ẩm mốc và sàn nhà trơn trượt. Do đó, người dân nên đóng kín cửa, kết hợp với dùng máy hút ẩm và thường xuyên vệ sinh sàn nhà, cửa kính bằng khăn khô, giữ vệ sinh da và sấy khô quần áo cũng như các vật dụng thường dùng. Xuống với khu vực Trung Bộ, mưa vẫn còn xuất hiện nên nhiệt độ tại đây cũng không cao. Ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20 đến 22 độ và tại Trung Trung Bộ là từ 25 đến 28 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời vẫn có nắng nhưng chiều tối có mưa dông trái mùa tập trung ở các tỉnh như là Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau. Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa trời không mưa, còn quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió cường độ trung bình, biển êm. Tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho một số tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay.